Rồi, bây giờ mình xin trình bày cái sơ lược về cái giao diện chính của N8. Các bạn thấy là N8 hỗ trợ 3 màn hình, mình gọi là giao diện đa màn hình. Chúng ta có thể dễ dàng chuyển qua lại giữa các màn hình này bằng cách nhấn vào trong cái nút ở giữa này, hoặc là chúng ta kéo qua kéo lại. Thì ở trên mỗi cái màn hình này chúng ta có 6 tùy chọn nội dung khác nhau để chúng ta có thể thêm những cái widget, những cái shortcut hay cái gì đó lên trên cái màn hình. Ở màn hình đầu tiên thì mình chọn đây là cái thông tin về ngày tháng, ngày đồng hồ và cái thông tin về cái profile. Như mình bấm vào đây, chỉnh ta đến đồng hồ số đi. Ở đây chúng ta có thể chỉnh alarm hay những thông tin về giờ giấc. Rồi, đây là chúng ta có cái lịch làm việc, chúng ta bấm vào dẫn đến lịch. Rồi, chúng ta thêm bớt lịch hay gì đó, hẹn hò gì đó. Chúng ta có thể chỉnh cái những cái profile. Chỉnh những profile khác nhau. Rồi thì ngoài ra đây là những cái icon cơ bản. Để chúng ta có call log. Nokia vẫn chia call log theo dạng gọi đến, gọi đi và miss call. Ở đây chúng ta có danh bạ. Danh bạ to và rõ ràng. Hình danh bạ được bỏ vào. Chúng ta có bản đồ, rồi OV Store, rồi mấy cái đây. Vậy ra mình không nói sâu mà. Xin giới thiệu những sơ sơ về màn hình thôi. Thì cái màn hình Nokia N8 nó trực diện hơn rồi. Chúng ta thấy cái gì chúng ta bấm vào và chúng ta chỉnh cái đó. Đó là chúng ta vậy. Quản lý kết nối, bấm vào đây. Quản lý kết nối, bấm vào xuống vào đây. Để thay đổi những cái nội dung này thì các bạn bấm vào option rồi edit home screen. Các bạn thấy là chúng ta lại thêm những cái gì đó, bấm vào sẽ thêm một cái ứng dụng là cái search widget chẳng hạn. Thì nằm đây cái khác nữa, RSS của CNN. Chúng ta có thể mua những cái phần mềm mà chúng ta bỏ như đó. Rồi chúng ta có thể thay cái hình nền. Hình nền thì ở có 3 màn hình, có 3 cái giao diện đa màn hình, có 3 màn hình thì chúng ta có thể mỗi màn hình chúng ta có thể chọn những cái hình nền khác nhau. Hoặc là để mặc định cũng được. Rồi, mình thích để mặc định hơn. Chúng ta có thể xóa hẳn một cái giao diện đi để xài 2 hoặc 1 thôi. Home, nó gọi là home screen, có tất cả 3 home screen và mình để 3 luôn đi. Đây, đây. Thì cái mình thích cái widget này. Ở đây mình có thể lôi được những người mà mình hay liên lạc ra ngoài để dễ dàng gọi cho mình. Và từ đây chúng ta có thể gọi điện thoại, tin nhắn, gửi email gì đó rất là nhanh. Đây là cái widget dẫn đến cái Facebook của mình. Rồi, ở đây chúng ta có 2 nút, một nút option để chỉnh cái nội dung trên này và một nút là nút call. Thì đây là cái giao diện ứng dụng điện thoại, ứng dụng mà mọi người hay sử dụng nhất. Mình đánh giá cao cái ứng dụng điện thoại này của Nokia. Các bạn thấy nhiều nút, nhiều chữ ký tự ở trên các nút, chẳng qua là bởi vì đây bàn phím, nó có bàn phím tiếng Nga dưới, nhìn hơi lộn xộn. Mình thích cái này bởi vì nó tìm theo cửa T9, mình muốn gõ một ai đó mình rất là nhanh. Sen ra ngay những người có tìm kiếm tên Sen. Hay là mình gõ chữ PI. Thì mình thấy ngay ông bạn thân của mình nằm đây. Điều ghét nằm ngay đây. Tìm kiếm rất là nhanh. Chúng ta có thể gõ theo số điện thoại 0908. Và chúng ta gọi. Đó, gọi điện thoại.
hình hiện lên rất là to. Để chúng ta đến một cái sâu ở bên trong thì chúng ta để vào đó, chúng ta bấm vào cái nút này, nút menu chung này đó, bấm ra bấm vào, bấm lâu cái nút này thì nó ra cái những ứng dụng đang chạy đa nhiệm mà chúng ta có thể tắt từ đây, tắt luôn từ đây rồi vào trong. Thì ở cái nút menu đầu tiên chúng ta bấm vào, chúng ta sẽ thấy có tổng cộng là 12 cái icon khác nhau, tức là gồm 4 hàng 3 cột, những cái ứng dụng cơ bản, và chúng ta có thể vào application và thêm những ứng dụng khác. Đây là phần setting, nó giống như ở trên cái Symbian 5 thôi. Thì phone bây giờ mình xin giới thiệu một chút về cái messaging. Chúng ta thêm cái phần conversation, tức cái phần này, và khi mà nhấn qua nhấn lại thì nó hiện lên khá là đẹp. Rồi. Tiện thể mình nói luôn về cái phần bàn phím, thì N8 mình không thấy đâu ra cái bàn phím QWERTY dọc cả. Ở đây bàn phím T9. Gõ cũng rất là được. Chúng ta quay ngang để chúng ta kích hoạt cái bàn phím QWERTY dạng ngang. Mình không phải là một người xuất sắc ở cái bàn phím cảm ứng này. Hầu hết mình đều lộn ở những bàn phím cảm ứng.